Hello cả nhà, em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay thì em lên video nó khá là trễ cả nhà. Bây giờ là trưa nắng rồi. Thì em cũng tranh thủ để em lên một số cái hàng sưu tầm cho cả nhà mà cùng sưu tầm. Việt Nam nói là làm nha cả nhà ơi. Thì hôm nay em sẽ lên những cái mặt hàng này. Em sẽ sale cho cả nhà một số mặt hàng rất là đẹp luôn. Đây, cây này nè cả nhà. Đầu tiên em có cây xe giảm fancy nè. Anh chị nào thích chốt về làm chậu tác phẩm thì mình có thể chốt. Nhưng mà cái cây xe giảm fancy này là có một số lá già nó bị như thế này nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Một số lá già nó bị như thế này. Chậu xe giảm fancy này em chia sẻ với cả nhà là 450.000 em bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm mã xe giảm fancy thì chốt nhanh dùm em nha. Cây này nó còn rất là nhiều mắt nha cả nhà. Đó, hai hướng. Cái này nó đang có mèo nè. Cây này nó đang có mèo, có tim nụ nhưng mà không biết nó có đậu hay không thì em không dám khẳng định. 450.000 cho chậu xe giảm fancy. Cả nhà để kỹ phần lá già dùm em rồi mình hãy chốt cả nhà nha. Đó, 450.000. Bữa trước anh chị nào hỏi em cái cây xuân xích xeo lai tướng á, thì anh chị mình inbox lại dùm em và anh chị mình có thể chốt qua cái bài này dùm em. Em có chậu xuân xích xeo lai tướng, hiện tại nó đang có một thân một măng bên trong và tất cả những cái thân già ở ngoài là gọi là thân mẹ hết mắt và cũng như để hỗ trợ nuôi thân con thôi. Nói chung là vẫn có một thân và một măng bên con bên trong nè cả nhà. Rin nè cả nhà thấy không? Măng nè. Và thân nè, thân này là thân rin nè. Em chia sẻ với cả nhà chậu xuân xích xeo lai tướng này là 600.000. Anh chị mình thích sưu tầm cái chậu xuân xích xeo lai tướng này thì anh chị mình có thể chốt giùm em và anh chị mình lưu ý kỹ giùm em. Tình hình những cái cây nào mà nó hết mắt hoặc là nó còn quá ít mắt thì em sẽ chú ý là em báo rõ hơn. Tránh trường hợp về anh chị mình xem không thấy mắt rồi anh chị mình buồn em nha. Nhưng mà một khi cây em bán thì cả có khả năng cả nhà sẽ sử dụng được chứ không phải là cây vứt đi, cây dục đi mà em bán cả nhà nha. Xuân xích xeo lai tướng. Nguyên một chậu này thì cả nhà sẽ xài được cái lá zin trong này và cái mầm trong này. Còn tất cả những cái lá mẹ ở ngoài là gọi là để nuôi hỗ trợ thân con thôi cả nhà nha. 600.000 em bao ship. Anh chị mình thích sưu tầm xuân xích xeo lai tướng thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. B5 nè cả nhà. B5 ba lá rin, hôm bữa cái hướng này em bán là 1.2 triệu em bao ship. Hôm nay em bán 1 triệu em bao ship. Anh chị mình thích sưu tầm mã B5 thì em mời. Thôi cái này em bán 950.000 thôi. Anh chị mình thích sưu tầm mã B5 thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Cây này nó đang đi hai hướng nha cả nhà. B5 này đang đi hai hướng và em mới vào chậu thôi. Anh chị mình thấy cái măng không? Đây là cái măng của nó. Bỏ cục than này ra để anh chị mình thấy cái măng nè. Đây là cái măng của nó nè cả nhà. Măng của nó đang chuẩn bị đi hướng bên này và bên này một hướng nữa. Là cái này chuẩn bị đi hướng chữ T luôn. Ba thân nguyên rin rất là đẹp. 950.000 em bao ship. Cây này thì cái phần lưỡi của nó sẽ có một cái vết bệt màu đỏ nha cả nhà. Và đặc biệt cánh nó sẽ có tia. Cây này là B5 cánh có tia. Cả nhà thích B5 màu vàng thì cả nhà chốt B5 dùm em nha. 074 Super, em chia sẻ với cả nhà hướng này hai lá một măng, 1.350.000 em bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm mã 074 Super thì em mời cả nhà mình cùng chốt. Cây này là màu đỏ cam rất là đẹp. Cây này thì em chỉ lên mặt bông cho cả nhà và cây cho cả nhà xem thôi. Em không cần phải tả và diễn thêm cái cây này nó đẹp như thế nào cả nhà nha. Anh chị mình chơi thì em chắc cú rằng anh chị mình sẽ biết cái cây này nó như thế nào. Video ngày hôm nay sẽ là video cuối cùng em không sale được cả nhà. Ngày hôm nay sẽ là hết lễ rồi. Cho nên anh chị mình thích những cái mặt bông ngày hôm nay thì anh chị mình có thể inbox em sẽ báo giá những cái mặt bông ngày hôm nay, hoặc là anh chị có thể vào cái like cái video của em ngày hôm nay để anh chị mình bốt chốt những cái mặt bông đẹp, những cái mặt bông hàng sưu tầm giá mềm về chơi cả nhà ha. 1.350.000 mời cả nhà mình cùng chốt 074 Super. B4 nè cả nhà, em có một lá B4 như thế này. Một lá B4 như thế này 450.000 em bao ship kèm một cùi. Cái cùi này nó đang lên mầm rồi cả nhà. Mã này là mã B4 nha, màu cam rất là đẹp luôn. Hướng này 450.000 em bao ship. Mời cả nhà mình cùng chốt đơn. Cây này em trồng ấm chậu rồi, về cả nhà có thể để như thế này cả nhà chơi, hoặc là cả nhà không thích cái kiểu trồng của em, cả nhà có thể sang chậu tùy theo cả nhà. Cả nhà thích trồng kiểu nào thì cả nhà có về cả nhà có thể thay đổi theo cái kiểu cả nhà thích nha. B4 thân lá rất là đẹp và cung bông rất là đẹp luôn. 400.000 em bao ship nha cả nhà ơi. Cái lá B4 đó 400.000. Rồi em có một hướng là 158 Vĩnh Long. Cây này rất là đẹp luôn. 158 Vĩnh Long, em chia hướng một lá kèm một măng có một nhát cắt như thế này. 1.450.000 em bao ship nha cả nhà. Hướng một lá kẹp hướng một hai hướng hai lá đầu và lá sau đã còn nhát cắt, lá sau còn mắc gạo, cả nhà có thể khai thác rất là ok. 1.450.000 em bao ship. 158 Vĩnh Long, cây này thì đầu lưỡi nó sẽ có một cái bệt màu vàng rất là đẹp luôn. Nếu như mà anh chị nào mà thích sưu tầm cái dòng 158 thì anh chị mình có thể chốt cái cây 158 nó về chơi. Nó rất là đẹp, nó rất là đáng chơi và đặc biệt nó rất là đáng sưu tầm cả nhà mình nha. Cây 158 Vĩnh Long nó có tiếng lắm trên thị trường. Nếu mà anh chị mình thích thì mình cứ sợt nó sẽ ra. Cây này nó nở rất là nhiều mặt bông rất là đẹp. Nó nở về cái khuôn bông rất là đẹp.
đẹp luôn nha cả nhà. Và đa số nói chung là một cái cây mà cái tỷ lệ nở đẹp rất là cao thì được anh chị mình rất là ưa chuộng luôn cả nhà ha. 158 Vĩnh Long, 1.450.000 em bao ship. Em có hướng này cả nhà. F175 em chi hướng một lá đầu như thế này rất là đẹp luôn, 1.440.000 em bao ship. F175 nha cả nhà, 1.440.000. Anh chị mình thấy cây này là anh chị mình sẽ biết là cây này nó nổi gân rất là nhiều và nó rất là đẹp luôn. Gân guốc rất là nhiều và cực kỳ đẹp, đặc biệt gu nè, anh chị nào mà thích màu nổi thì anh chị mình nên chơi cây này. Còn anh chị mình mà thích màu nhu thì theo em nghĩ là anh chị mình không nên chơi cây này, bởi vì cây này màu nó rất là sặc sỡ. Và đặc biệt cái cây này cánh gân rất là nhiều nha cả nhà. F175 hướng một lá đầu, 1.450.000 em bao ship. Em có một hướng này nữa nha nhà. Cây này nó xiên bông lắm. Ui. Cây này nó xiên bông lắm nè cả nhà. Cái này mình cắt sao ta? Em có hướng hai lá đầu. Hắc gia lay 074. Rất là xiên bông nha cả nhà. Em chia hướng hai lá đầu, 850.000 em bao ship. Hắc gia lay 074. Cả nhà nhìn vô cái thân lá này là cả nhà biết xiên bông như thế nào rồi. Cái này nó đầy chậu rồi, nếu mà bán không được em cũng tách chiếc em sang chậu thôi. Hai lá đầu nguyên zin, 850.000 em bao ship. Cái này là một cái cây bông rất là bự á cả nhà. Cái này bông bự lắm, bông 14 tới 16 xăng. Và đặc biệt nó có máu hắc gia cho nên nó khá là xiên bông. Thì anh chị mình thích những cái dòng xiên bông thì anh chị mình có thể chơi. Rồi, hôm nay em sẽ làm video tới đây thôi. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Thì trong những ngày nghỉ lễ thì chắc cú là ngày mai là tất cả luôn cả nhà. Gì là ai cũng bắt đầu vô cấm đầu vô công việc rồi đó. Thì em chúc cả nhà là phải có thật nhiều sức khỏe và để mình tiếp tục một cái hành trình vì tương lai con em chúng ta cả nhà ha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà yêu dấu nha.